Ngày 30 tháng 5, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chi hơn 1 tỷ đồng để lắp đặt camera tại 61 điểm thi. Theo đó, tại mỗi điểm thi sẽ có 4 camera an ninh được lắp đặt phía trong và ngoài phòng lưu trữ đề bài thi. Ngoài ra, ngay tại Sở Giáo dục Đào tạo cũng lắp đặt camera ở một số phòng chuyên môn. Đến nay, việc lắp đặt camera tại các điểm thi đã hoàn thành. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, tất cả các địa phương trên cả nước đều phải đảm bảo các phòng bảo quản đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động bên trong phòng 24 giờ một ngày. Số lượng vị trí camera phải đảm bảo bao quát toàn bộ hoạt động trong phòng. Cụm thi số 28 do Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An chủ trì bố trí 61 điểm thi với 1.360 phòng thi và 60 phòng chờ. Theo kế hoạch, sẽ có 3.333 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi.